Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh Cường Hàng Bãi ạ. Thì hôm nay em có về thêm được một số món đồ nghề Nhật Bãi nữa bác. Hôm nay thì có một cái máy xiết bu lông này, rồi bơm xe, rồi kìm kéo dao chặt dao bếp các loại nha bác. Hôm nay em lên video mã B nha bác. Mã B1. B1 là một cái máy máy xiết bu lông này bác, máy hơi này. Đây. Máy này hàng mới chưa xài luôn nha bác. Đây, có tên hãng này. Don Daily này. Đó, online đi. Tem mác còn nguyên đây nha bác. Tem mác có các thông số này. Đó, 6,3 ký này. Đó, này hàng mới chưa xài luôn nha bác, và nó có một số cái đầu đây. Đây nó có một cây đầu nối này. Đó, một cái đầu để nối. Đây thép chrome vanadium. Và nó có đây. Một cái đầu là 17 này bác. 17 mini này và một đầu 19 mini nha bác. Đây cũng có thêm một cái đầu nữa này. Đó, đầu chuyển này. Đây, 21 mini này. Đó, 21 nha bác. Hàng mới nguyên nha bác, chưa xài. Đây, có một cái lọ nước gì đây nữa. Dung dịch gì đây này. Đó. Máy này hàng chuẩn Nhật luôn nha bác. Hàng mới chưa xài. Đó, máy chuẩn Nhật luôn. Đây, máy này cầm cũng rất là nặng này. Này để các bác nắp đầu hơi vào đây để xiết bu lông này. Đó. Còn mới nguyên này, còn nguyên trong hộp luôn nha bác. Cái máy này là B1 này là 1,5 triệu nha bác. Đó, máy B1 này 1,5 triệu. Đến mã B2. B2 là một cái chiếc bơm xe máy xe đạp nha bác. Đây, bơm này còn rất là đẹp luôn. Bơm này sử dụng đạp chân nha bác. Đây. Nó có một bầu hơi này. Đó, có tên hãng này. À, bơm thì hơi ra rất là khỏe và đều nha bác. Và bơm này có một cái đồng hồ đo này. À, đầu bơm hơi của nó thì có một số đầu như là đầu bơm bóng này bác. Đó, ba đầu này. Và đầu này đầu tròn nhá. Dây hơi thì em cũng kiểm tra hết rồi nha bác, nó không có bị nứt hay hở gì nhá. Đó, còn sử dụng rất là tốt nha bác. Đó. Chiếc bơm B2 này là 250.000. B2 250.000. Đến mã B3. Đến B3 là một cái B3 một cái lưỡi cuốc nha bác. Chiều dài lưỡi là được 14,5 cm và bản lưỡi rộng là được 10 cm. Độ dày lưỡi cuốc là nó dày được 4,5 inch nha bác. Lưỡi dày 4,5 inch cũng khá là dày này. Bề mặt lưỡi rất là đẹp này, sáng mịn luôn, không có một vết rỗ nào cả. Lưỡi sắc bén rồi nha bác. Cây này thì người ta cán, người ta cắt cụt đi rồi nha bác. Về các bác đóng lại cán rồi sử dụng nhá. Đó, còn đinh chốt này. Đó, bác về trên lại cán nhá. B3 là 160.000. B4 là một chiếc chép nha bác. Chiều dài lưỡi chép là 9,5 cm và bản lưỡi chép rộng là được 7,5 cm. Độ dày lưỡi là nó dày, lưỡi chép này dày được 3 ly nha bác. Dày 3 ly. Đây, lưỡi thì em có mài sắc bén rồi này. Đó, bề mặt lưỡi đẹp này, không có bị rỗ nha bác. Cái này cán cũng còn đẹp này. Đó, cán cái này thì dài được khoảng 45 cm nha bác. Đó, cán dài 45 cm. B4 là 150.000. B4 150.000. B5 là một B5 một chiếc đục loại lớn này bác, đục gỗ nhá. Một chiếc đục gỗ size lớn. Tổng chiều dài chiếc đục gỗ này là được 45 cm. Và phần lưỡi sử dụng của nó thì được lưỡi sử dụng là được khoảng tầm 4,7 cm cho bác. Đó, lưỡi sử dụng 4,7 cm này. Đây, lưỡi đục đẹp sắc bén nha bác, lưỡi hai lớp thép này. Đó, có chữ đây nha bác. Cái này thì ở mặt sau của lưỡi đục thì nó có một số vết rỗ nhỏ thôi bác, rỗ nhỏ nhăm nhăm này, không có ảnh hưởng gì nhá. Đó, lưỡi thì rất là sắc bén rồi. À, cán gỗ còn đẹp này. Đó, một cây đục gỗ lớn B5, cây này 150.000. B5 150.000. B6 là một chiếc liềm móc nha bác. Chiều dài lưỡi liềm sử dụng là được khoảng tầm 14 cm. Bản lưỡi rộng là được 4,3 cm nha bác. À, độ dày lưỡi là độ dày lưỡi liềm là được 5,5 inch nha bác. 5,5 inch, lưỡi mài hai mặt này. Ba lớp thép này. Đó, lưỡi rất là sắc bén nhá. Bề mặt lưỡi thì đẹp này, không có bị rỗ này, chữ khắc chìm trên bề mặt lưỡi này. Đó, cái này cán cũng còn đẹp chắc chắn nha bác. B6 cái này 150.000. B6 150.000.
B7 cũng một cây liềm tương tự nữa nha bác, liềm móc. Chiều dài lưỡi sử dụng cây này là được khoảng tầm lưỡi sử dụng nó thì được khoảng 15,7 cm này. Và bản lưỡi nó rộng là được khoảng 4,2 cm này, 4,2. Độ dày lưỡi của nó thì nó dày được cũng dày được 5 ni rưỡi nha bác. 5 ni rưỡi, lưỡi cũng mài hai mặt 3 lớp thép nhá. Bề mặt lưỡi thì còn lớp sơn mạ xanh này các bác. Lưỡi rất là sắc bén nhá. Cái này nó cũng có chữ ở trên bề mặt lưỡi đây các bác mà nhìn nó hơi khó nhìn đấy. Đó, có chữ đây nha bác. Đó. Cán cũng còn đẹp này, tem mác còn nhá. Đó. Chiếc liềm B7 này là 170.000. B7 170. Đến B8 là một chiếc búa đinh nha bác. Tổng chiều dài chiếc búa đinh này là được khoảng 27 cm. Cái này thì hàng mới chưa xài nha bác. Đầu búa đẹp nguyên này. Đó, láng o chưa có bị cấn bị chày gì. Đầu búa còn lớp sơn mạ đây nhá. Đó, đầu chữ V nhổ đinh còn đẹp này. Cán thì là cán thép nha bác và tem mác thì cũng còn nguyên, chưa có bị bong chóc. Tay cầm thì được bọc một lớp cao su này. Đó. Chiếc búa đinh này thì nặng được khoảng 400 g nha bác. Nặng 400 g, B8 là 160.000. B9 là một chiếc búa bát giác của hãng Z nha bác. Tổng chiều dài cái búa này là được khoảng tầm 29,5 cm này. Đó, cây này là của hãng Z này bác, tem mác đây. Đó, tem mác hãng Z nhá. À, cái này thì đầu búa cũng còn rất là đẹp luôn. Đó, láng o luôn này, cũng không có bị cấn bị chày, gần như chưa sử dụng các bác. Đó, đầu búa các bác có thể thấy này, rất là đẹp nhá. Và lớp sơn mạ trên đầu búa cũng còn này. Đó, cái này cán cũng còn rất là mới nhá. Cái búa này thì nặng tổng thể là được 1 kg nha bác. Cái này nặng tổng thể cả đầu búa và cán là 1 kg. B9 là 230.000. B9 230. B10 là một cây búa. B10 một cây búa cao su nha bác. Tổng chiều dài cái búa cao su này được 26 cm. Đầu búa thì cũng còn đẹp này, không có bị rách rưới gì nha bác. Đó, các bác xem kỹ hai phần đầu búa cao su này. Đó, không có bị rách rưới gì. Đây, cán thì cũng còn đẹp, tay cầm được cũng được bọc một lớp lớp này lớp cao su còn liền lạc này. Đó. Cái búa cao su này thì nặng được khoảng 300 g nha bác. Cái búa cao su nặng 300 g. B10 là 130.000. B10 130. Đến B11 là một cây cưa gỗ cưa cành nha bác. Một cây cưa gấp này. Chiều dài lưỡi sử dụng cây cưa này được 18 cm và bản lưỡi rộng là được 3 cm này. Độ dày lưỡi thì lưỡi này nó dày được khoảng tầm gần 1 ly nha bác. Đó, đây, bề mặt lưỡi cưa còn rất là sáng và đẹp này. Đó, có chữ ở trên bề mặt lưỡi rồi bác. Made in Japan này. Răng cưa thì còn đều đẹp sắc bén nha bác, không có bị gãy hay móp méo răng nào đâu. Đó. Cái này cán gỗ cũng còn đẹp này bác. Và cái này cán của nó có hình lá lúa này. Đó, hình lá lúa rất là đẹp nhá. Là chốt cài đầy đủ này. Đó, một cây cưa gỗ cưa cành. B11 cái này 150.000. B11 150.000. B12 cũng một cây cưa nữa nha bác. Chiều dài lưỡi cưa sử dụng là được khoảng tầm 19,5 cm và bản lưỡi rộng là được khoảng tầm 3,5 này. Cái này thì bề mặt lưỡi cưa cũng còn sáng đẹp này. Đó, em vệ sinh sáng đẹp rồi nhá. Răng cưa thì cũng còn rất là sắc bén nha bác. Đây, các bác xem kỹ này, không có bị gãy răng nào nha bác. Đó. Đó, cán gỗ hai chốt cũng chắc chắn. Và cái này thì lưỡi cưa có một cái hộp gỗ đây nha bác. Đó, có một cái hộp gỗ tem mác còn nguyên này. Đó, made in Japan này. Đó, made in Japan. Đây, dây chốt gài là dây cao su này. Chiếc cưa B12 này là 150.000. B12 150.000. Tiếp đến B13. Đến B13 là một cái cây ghim bấm nha bác. Một cây bấm ghim này. Đây, cây này thì nó người ta làm bằng nhựa này bác. Và tay cầm này thì bằng thép này. Đây, cái đế bấm của nó đây. Đó, cái này là cây ghim bấm sử dụng bấm sách vở nha bác. Chiều ngang của cây ghim bấm này 15 cm này và chiều cao thì được khoảng tầm 9 cm nhá. Đó.
Cái này thì còn sử dụng rất là tốt đây nha bác. Đó, sử dụng bấm ghim ghim bấm sách vở nhá. Đây, có chốt gài đầy đủ này. Và đây người ta có tặng kèm cho một cái hộp ghim này bác. Đây, hộp này thì được 2 4 6 8 10 4 6 8 10 thanh này bác. Đó. Người ta tặng kèm cho một cái hộp ghim bấm. Cái này thì với bác có con em đi học thì có thể sử dụng cái này bấm sách bấm vở nhá. Đó, B13 cái này 190.000. B13 190.000. B14 là một cái bộ tô vít nha bác. Đó, bộ này thì hàng mới chưa xài còn nguyên trong hộp này. Và bộ này thì nó gồm có là 3 cây đầu cộng này. Đó. 3 cây đầu cộng và 3 cây đầu trừ. Và một cây đầu 3 cây đầu cộng này, 3 cây đầu trừ và một cây đầu xoắn ốc này, một cây mũi nhọn nha bác. Đó, đây có các thông số này. 3 cây đầu cộng là 012 này. Trừ đầu trừ là 356 mini này. Đó, cái này thì nó hàng mới chưa xài nên là em không có bóc nó ra nha bác. Đó, phải bóc cái tem này ra thì mới mở ra được này. Đó, hàng mới nguyên chưa xài. Đây, tem mác còn này, Osaka Japan này. Đó. Bộ tô vít B14 này là 160.000. B14 160. B15 là một cây kìm bấm cốt nha bác. Cây này tổng chiều dài của nó là được khoảng tầm 27 cm. Và cây này là của hãng DST này. Đó, DST này, Made in Japan này. Đó, các cái đầu bấm cốt của nó thì có các thông số là 1.25 này, 2.0, 5.5 và 8.0 nha bác. Đó, các đầu bấm cốt còn đẹp nguyên nhá. Lớp sơn mạ thì còn nguyên, chưa có bị bong chóc này. Đó, cây này cán được bọc lớp cao su còn liền nạc này. Cái này còn rất là mới luôn đấy các bác. Cái kìm bấm cốt B15 này là 250.000. B15 250.000. B16. B16 là một cái chiếc đèn pin nha các bác. Đó. Chiếc đèn pin này thì chiều dài của nó thì được khoảng tầm 17 cm nha bác. Dài 17 cm và chiếc đèn này rất là sáng luôn các bác, có nhiều chế độ sáng này. Là chế độ sáng rõ này, sáng mờ. Đó, và chế độ nháy nha bác, điện nháy này. Đó, chế độ nháy nhanh, nháy chậm nữa nha. Là cây chiếc đèn pin này thì nó có một cục pin ở bên trong rồi bác. Đó, cục pin 3.7V này. 7200 mAh. Đó, 3.7V. Cái đèn pin này thì khi các bác sử dụng nó hết pin, nó lâu ngày nó bị hỏng thì có thể thay thế cục pin khác nhá. Đó. Là Ponycare Made in Japan này. Có một chiếc đèn pin rất là sáng luôn đấy bác, siêu sáng luôn. À, cây này thì có một cái cổng sạc, là sử dụng cổng sạc của điện thoại Samsung rồi bác. Đó, điện thoại Samsung này có thể sạc chiếc đèn pin này nhá. Người ta có tặng kèm cho một cái dây sạc đây các bác. Đó, kèm một cái dây sạc. Chiếc đèn pin B16 này là 270.000. B16 270. Đến B17. B17 là một cái cây đuôi chuột của hãng Super nha bác. Tổng chiều dài cây này là được khoảng 24 cm này. Đó, đó. Có tên hãng này bác, Super này. Đó, Made in Japan. Cây này thì mở khóa là một đầu 19 và một đầu 21 nha bác. Đó, cây này thì hàng còn mới chưa xài này. Đó, đó. Đó, sử dụng rất là tốt luôn này bác. Đó, xoay chiều đảo chiều này. Các cái cạnh trong này chưa có chày trượt gì cả. Mở khóa vòng đấy bác, khóa vòng 19-21 của hãng Super. Lớp xi mạ sáng đẹp nguyên nhá. B17 cái này 150.000. B18 là một cái cây móc đồ này bác. Đó, móc đồ thép không rỉ này. Tổng chiều dài cây này là được khoảng tầm 35 cm này. Đó. Dài 35 cm nha bác. Và nó có hai đầu móc này. Đó, hai đầu móc sử dụng móc đồ nhá. Đó, cái này lớp xi mạ sáng đẹp không rỉ nha bác. Đó, ốc vặn trơn tru này. B18 cái này 130.000. B18 130. B19 là một cái cây đục bê tông nha bác. Quả cái này của hãng Topman này. Tổng chiều dài cây đục này là được khoảng 21 cm. Và phần lưỡi sử dụng của nó thì được 6 cm nha bác. Lưỡi sử dụng 6 cm. Độ dày lưỡi thì nó dày được
Lưỡi này dày 5 ly nha bác. Đó, dày 5 ly. Đây tem mác còn nguyên này, chưa có bị bong chóc này. Đây có tên hãng Topman này các bác. Đó, Topman. Đó. Và lớp sơn mạ thì nó cũng còn này, chưa bị bong chóc nhá. Và tay cầm của nó thì được bọc một lớp nhựa nha bác. Bọc một lớp nhựa cứng này. Đây, ở trên phần tay cầm nó cũng có tên hãng Topman luôn này. Hãng Topman. Đó, một cây đục bê tông. B19 là 170.000. B19 170. B20 là một cái cây một cái cân nha bác. Đó, một cái cân treo này. Tổng chiều dài của chiếc cân này thì được khoảng tầm không tính phần đầu móc thì được 17 cm nữa bác. Đó, dài 17 cm nhá. Và chiếc cân này thì cân tối đa là được 500 g nha bác. Đó, cân 500 g, hàng còn rất là mới này. Và sử dụng rất là tốt nhá. Có một đầu treo này và một đầu để móc đồ để cân này. Đó, lớp sơn mạ chưa bị bong chóc luôn, còn rất là mới. Cân tối đa là 500 g. B20 cái này 120.000. B20 120. B21 là một cây đánh vảy cá bằng đồng nha bác. Chiều dài, tổng chiều dài cái này đánh vảy cá này được 17,5 cm. Chiều dài phần lưỡi đánh vảy cá thì dài được 4,5 này, và bản lưỡi nó rộng là được khoảng tầm 2,3 cm nha bác. Và cây này thì là cây đánh vảy cá loại nhỏ này bác, có 3 đường răng đánh vảy cá này, và làm bằng đồng nha bác. Đó, đồng thì không có rỉ này, rất là đẹp luôn nhá. Đó, cá ăn gỗ cũng còn đẹp. B21 cái này 130.000. B22 cũng một cây đánh vảy cá loại lớn hơn nha bác. Cây cũng một cây đánh vảy cá bằng đồng mà cái này size lớn hơn này. Tổng chiều dài cái này là được 21 cm. À, chiều dài phần lưỡi đánh vảy cá được khoảng 6 cm này, bản lưỡi rộng là 3,5. Cái này thì nó có 4 đường răng đánh vảy cá nha bác. Đó, cũng làm bằng đồng. Đó, cá ăn gỗ cũng còn đẹp. Đây mấy bác đi tàu đi biển thì có thể sử dụng cây này đánh vảy cá rất là tốt nha bác. Nó không có rỉ, nước muối nó không rỉ nha bác. Đó. B22 cái này 180.000. B22 180. B23 là một bộ lục giác vuông nha bác. Bộ lục giác đầu vuông này. Bộ này thì gồm có là 9 cây nha bác. 9 cây lục giác là từ nhỏ đến to này. Đây nó có các thông số này, từ 1.5 này, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 và 10 nha bác. Đó, các cái đầu lục giác vuông này thì còn đẹp này, chưa có bị chày trượt gì cả. Có tên hãng nha bác, BCTM này. Đó. Và một đầu là một đầu vuông và một đầu hình trái bí nhờ bác. Một đầu vuông, một đầu trái bí này. Đây thép CRV này. Đó, có nó có các thông số ở trên từng cây luôn được nhau bác. Đó, một bộ lục giác vuông B23 là 140.000. B23 140.000. B24 là một bộ B24 một bộ lục giác đầu hoa thị nha bác. Đó, bộ lục giác sao lục giác hoa thị này. Bộ này thì cũng gồm có là 9 cây này các bác. 9 cây từ T10, T15, T20, T25, T27, T30 này. Và đến 3 cây to là T40, T45 và T50 nha các bác. Đó. Bộ này thì nó các cây nó rất nhiều màu sắc này. Nó đầy đủ các loại màu sắc rất là đẹp luôn. Hai đầu là lục giác sao nha các bác. Lục giác hoa thị có lỗ này. Hai đầu hoa thị rồi. B24 là 180.000. Đến B25. B25 là một cái ổ khóa của hãng Gia Lê nha bác. Chiều cao của chiếc ổ khóa này thì được 7,5 cm này. Và chiều ngang của chiếc ổ khóa này thì được khoảng tầm 5 cm nha bác. Đó, chiều ngang của nó 5 cm. Đây. Đây có logo hình bàn tay này. Đó, bên này thì có tên hãng Gia Lê này bác. Đó, hàng chuẩn Nhật luôn nha bác. Đó, các bác có thể lên mạng tra cái hãng này thì là hàng chuẩn Nhật luôn. Cái khóa này thì hôm trước em có mài ra một cái thì nó phát hiện ra người ta làm bằng đồng nữa bác. Khóa này người ta làm bằng đồng nữa. Đó. Mài ra thì thấy là bằng đồng. Và đây người ta có cho tặng cho ba cái chìa này, ba chìa. Cái này thì các bác xem kích cỡ xem có vừa với cái cửa nhà mình không thì có thể mua về sử dụng nha bác. Đó. Ổ khóa hàng chuẩn Nhật của hãng Gia Lê. Đây, còn hai ổ đây bác. Đó, khóa còn hai ổ bán nốt nhá. Còn hai ổ cuối rồi bác. B25 là 250.000 một ổ nha bác.
B25 là 250.000 một ổ. Đến B26. B26 là một cái cây kìm đa năng nha bác. Tổng chiều dài cây kìm đa năng này là được khoảng tầm 16 sen này. Đây, cây này thì vừa là kìm này các bác, mà nó có một số công dụng nữa này. Đó, một số chi tiết nữa đây. Bên này thì nó có một cái lưỡi dao nhỏ này, một cái đầu vít cộng này, một cái lưỡi cưa nhỏ này bác, và một cái khui đồ hộp này. Còn bên này thì đây, bên này nó cũng có một cái lưỡi cưa nhỏ nhá, một cái rũa móng tay móng chân này. Đó, một cái khui đồ hộp luôn, hai cái khui đồ hộp. Đó, một cây kìm đa năng này. Và phần cán thì được phủ một cái lớp sơn màu bạc rất là đẹp này các bác. Đây, miệng kìm thì răng lợi còn đẹp nhá, chưa có chảy trượt gì nha các bác. Và cây này thì nó có một cái lò xo nhỏ đây các bác. Và khi các bác không sử dụng thì có thể gập lại như này nhá, rất là gọn gàng, cho vào túi sách ba lô này mang theo. Đó, một cây kìm đa năng B26 là 180.000. B26 180. Đến B27 là một cái cây dao cắt ống đồng của hãng Super nha bác. Cây này thì chiều dài của nó thì được khoảng tầm 13,5 cm này. 13,5 cm. Cây này của hãng Super nha bác, có tên hãng Super này. Đấy, ốc vặn còn trơn tru này, sử dụng rất là tốt nhá. Đó, không có bị kẹt cứng gì nha bác. Lưỡi cắt thì em cũng có kiểm tra rồi này. Đó, các bác xem kỹ này, lưỡi cắt không có bị găm mẻ gì cả nhá. Lưỡi cắt còn đẹp nguyên này. Đó, lưỡi cắt đẹp nguyên. Đấy, cây này thì người ta có ghi thông số là cắt cáp từ 4 đến 32 này, 432 ly đấy. Đó, từ 4 đến 32 ly. Lớp sơn mạ thì cũng còn đẹp này, chưa có bị bong tróc nha bác. Đó. Một cây dao cắt ống đồng của hãng Super. B7 là 200.000. B7 200. À, B27 chứ. B27 là 200 nha bác. B27 200. Đến B28. B28 là một chiếc kéo cắt tôn nha bác. Cây này thì hàng mới chưa xài còn nguyên trong bọc luôn. Tổng chiều dài của cây kéo cắt tôn này thì được khoảng tầm 25 cm này. Và phần lưỡi sử dụng của nó thì được khoảng tầm 6 cm nha bác. Lưỡi sử dụng 6 cm. Đây, cây này thì có chữ Nhật khắc chìm ở trên phần cán này các bác. Hàng mới chưa xài nhá, còn đẹp nguyên. Đó, các bác xem phần lưỡi cắt này, không có bị sứt mẻ gì. Đó, còn mới nguyên này các bác. Lưỡi thì rất là sắc bén nhá. Và đây nó có cái còn nguyên bọc của nó đây các bác. Đó, nguyên bọc nhá. Một chiếc kéo cắt tôn còn mới. B28 cái này 130.000. B28 130. B29 cũng một chiếc kéo cắt tôn nữa nha bác. Cây này thì tổng chiều dài của nó là được 25 cm. Và phần lưỡi sử dụng thì được cũng lưỡi sử dụng cái này được khoảng 7 cm nha bác. Cây này thì có chữ khắc chìm ở trên phần cán này bác. Chữ đóng chìm trên phần cán này. Lưỡi kéo thì đẹp nha bác, sắc bén này, không có bị sứt mẻ gì. Đây, lưỡi rất là khít nhá. Đó, lưỡi khít nguyên nha bác. Và tay cầm thì được bọc một lớp cao su cũng còn liền lạc này. Ở đây nó có bị chảy trượt mất một ít thôi. Đó, có một số vết xước nhẹ đây nè bác, vết cấn nhẹ đây thôi, chứ không cũng không có bị lách ảnh hưởng gì nhiều nhá. Chiếc kéo cắt tôn B29 này 170.000. B29 170. B30 là một chiếc kéo bếp nha bác, kéo cắt gà này. Đó, cái này sử dụng cắt gà cắt vịt cũng được này. Tổng chiều dài cây kéo này là được khoảng tầm 26 cm này. Phần lưỡi sử dụng của nó thì được khoảng tầm 8,5 cm nha bác. Đó, cây này thì có chữ ở trên bề mặt lưỡi này, Rino Japan này. Đó, Rino Japan. Đây, chốt gài đầy đủ đây nha bác. Đó, lưỡi kéo thì còn đẹp sắc bén nha bác, không có bị găm mẻ gì. Đây, lưỡi rất là sắc bén. Đó. Và cây này thì các bác có thể tháo rời được lưỡi kéo ra này. Nó có một cái con ốc chốt nhỏ ở đây nha bác. Đó, các bác vặn cái con ốc chốt này ra là có thể tháo rời lưỡi kéo thành hai mảnh này. Đó, tháo rời lưỡi kéo thành hai mảnh. Và đây, các bác có thể sử dụng cái lưỡi kéo này làm thành một con dao nhỏ được này. Đó, thành một con dao nhỏ cắt rau, cắt hành, gọt trái cây cũng được ạ.
để em lắp nó lại nha bác. Đó, nó có một cái chốt nhỏ ở đây. Đây, các bác vặn con ốc chốt này vào nhau bác. Đó. Đó, nắp hai lưỡi kéo thì vặn ốc chốt này nè. Đó, một cây kéo sử dụng trong nhà bếp cắt gà cắt vịt này. Và cái này cán của nó thì được phủ một lớp sơn màu bạc rất là đẹp luôn này bác, chưa có bị bong tróc nhá. Chiếc kéo B30 này là 250.000. B30 250.000. B31 có một cây kéo bếp nữa nha bác. Mỗi một cây kéo bếp này. Tổng chiều dài cây kéo này là được khoảng tầm 23 cm và phần lưỡi sử dụng của nó thì được khoảng tầm là 10 cm nha bác. Lưỡi sử dụng thì dài được 10 cm. Đây, cũng có chữ ở trên phần lưỡi này bác, Japan này. Đây, King Kong này, có hình con khỉ này bác. Đó, Japan. Cây này thì bề mặt lưỡi kéo còn sáng đẹp này, sắc bén nha bác. Đó, bề mặt lưỡi kéo sáng đẹp sắc bén. Ốc rời này. Và cán của cây này thì người ta có tạo ra những cái vân đánh vân hình vảy cá này bác. Đó, cán nó có vân vảy cá rất là đẹp nhá. Lớp sơn mạ thì cũng đẹp này. Đó. Một cây kéo bếp B31 là 180.000. B31 180. B32 là một cây kéo tỉa răm nha bác. Tổng chiều dài cây kéo này là được khoảng tầm 19,5 cm này và phần lưỡi sử dụng của nó thì được khoảng 6 cm nha bác. Đây, cái này lò xo rồi chốt gà đầy đủ này. Đó, bề mặt lưỡi kéo cũng còn sáng đẹp này. Ở trên có chữ trên bề mặt lưỡi kéo nha bác. Made in Japan này. Lưỡi kéo thì nó có những cái răng cưa nhỏ li ti các bác. Đó, khi các bác cắt tỉa lá cây thì nó sẽ kiểu chống trượt nha bác. Đó, chống trơn trượt này. Lưỡi rất là sắc bén nhá. Lò xo rồi cái này dây chốt gài của nó là bằng dây nhựa nha bác. Đó, cái này là dây chốt gài dây nhựa. Cán thì được bọc một lớp cao su còn liền là không có bị rách rưới gì cả. B32 cái này 140.000. B32 140.000. B33 là một cây kéo cắt vải nha bác. Cây kéo cắt vải này tổng chiều dài của nó là được khoảng tầm 30 cm này. Đó, size lớn rồi bác, size 30 nhá. Dài 30 cm. Đây, cây này thì lưỡi kéo cũng còn đẹp sắc bén này. Đó, lưỡi rất là bén này. Đây, khít nha bác. Đó, bề mặt lưỡi kéo thì lớp sơn mạ còn nguyên, chưa có bị bong tróc nhá. Và con ốc chốt của cây này là ốc đồng này. Có chữ đây nha bác, Japan này. Đó, chữ Japan. Tay cầm thì được bọc một lớp cao su này, không có bị rách nha bác. Cầm bọc lớp cao su còn liền là. Đó, một cây kéo cắt vải size lớn, size 30 nhá. Đó, dài 30 cm. B33 cái này là 250.000. B33 250.000. B34 là một cây kéo bướm đúc nha bác. Cây này size của nó là size 21 nha bác. Cây kéo bướm này dài 21 cm này. Đó. Đây, cái này thì lưỡi kéo thì còn nguyên bản luôn nhé bác, em không có mài này. Đó, lưỡi kéo còn nguyên bản, nó hơi nhăm nhăm một tí thôi. Các bác về có thể mài qua sơ qua đi là sử dụng rất là tốt này. Đó, đây, nó hơi nhăm nhăm thôi nha bác. Đó, để nguyên bản luôn, không có mài rũa gì cả. Có chữ tên hãng ở trên con ốc chốt này bác. Đó. Đây, một cây kéo bướm đúc. B34 cái này là 230.000. B34 230. B35. Một cây kéo bướm nữa nha bác. Cây này thì tổng chiều dài của nó là được 20 cm này. Dài 20 cm và lưỡi kéo là hai lớp thép nha bác. Lưỡi thì cũng còn nguyên bản luôn, không có mài giũa gì, rất là sắc bén nha bác. Đây, lưỡi để nguyên bản lấy ở bãi về nha bác. Đó, lưỡi đẹp nguyên này. Lưỡi rất là sắc bén nhá, em cũng cắt thử rồi nha bác. À, cây này đặc biệt cây này thì cán của nó là vân da cóc nha bác. Đó, vân da cóc thì cũng thuộc mấy thuộc là kéo cao cấp, kéo hệ đấy bác. Đó, kéo hàng hệ vân có vân da cóc này. À, cây này có chữ đóng ở trên phần cán đi nha bác. À, chữ nó hơi khó nhìn đấy mà có chữ nha bác. Đó, các bác sưu tầm cây này rất là đẹp này. B35 cây này là 300.000. B35 300. B36 một cây kéo bướm nữa nha bác. Cây này size của nó là size 20 này, dài tổng thể 20 cm. Có chữ đóng chìm ở trên cán này. Đó. Lưỡi kéo thì cũng hai lớp thép nha bác.
lưỡi kéo hai thép và lưỡi còn nguyên bản luôn, cũng không có mài giũa gì, lưỡi rất là sắc bén. Đó, các bác có thể nhìn thấy rõ phần hai lớp thép này, hai lớp thép trên bề mặt lưỡi đấy. Có ngoại hình tổng thể thì cái này mịn màng này, cũng không có bị rỗ nhá, rất là đẹp luôn. B36 là 180.000. B36 180. B37 là một cây kéo ăn cá nha bác. Cây này tổng chiều dài của nó thì được khoảng tầm 16,5 cm và có chữ đóng chìm ở trên cán đây. Cái này lưỡi kéo cũng còn đẹp này. Lưỡi thì không có bị sứt mẻ gì nha bác, lưỡi rất là đẹp luôn. Đó, bề mặt lưỡi kéo sáng đẹp. Cán thì còn nguyên lớp sơn mạ màu đen luôn này, chưa bị bong tróc nhá. Đó, có con long đen đây bằng đồng này. Cây này thì các bác sử dụng cắm bông cắm hoa này. Đó, cắm bông cắm hoa thì sử dụng cây kéo này rất là tốt nhá. Và lưỡi kéo thì có một cái bọc da đây nha bác, bọc da cũng còn đẹp này. Đó, không sử dụng các bác cho lưỡi kéo trong bọc này, nó rất là đẹp và bảo vệ lưỡi kéo nhá. B37 cái này 150.000. B38 là một cây kéo tỉa nhỏ nha bác. Cây này thì hàng mới chưa xài còn nguyên trong bọc luôn. Tổng chiều dài cây kéo tỉa này thì được khoảng tầm 16 cm nha bác. 16 cm. Đây cây này có chữ này, có tên hãng rút này bác, NO300 này. Đó, cây này thì lưỡi rất là sắc bén nhá, khét thép không rỉ nha bác. Thép không rỉ, các bác cây này có thể sử dụng trong nhà bếp cắt rau cắt hành cũng được này. Đó, cắt rau cắt hành không có rỉ, rất là sáng và đẹp. Còn nguyên trong bọc này bác, có một cái bọc da này. Cây kéo này thì có cái bọc da cũng còn đẹp này. B38 cái này là 90.000. B38 90.000 nha bác. Đến B39. B39 là một con dao chặt dao đi rừng nha bác. Chiều dài lưỡi sử dụng con này là được 15 cm và bản lưỡi rộng là được khoảng tầm 5,3 cm. Độ dày lưỡi con này thì dày được 6 ly nha bác. Con này dày 6 ly, lưỡi mài một mặt này, hai lớp thép. Bề mặt lưỡi dao còn láng mịn, không có bị rỗ nhá. Chữ đóng chìm ở trên phần cán này bác. À, chữ khắc chìm trên bề mặt lưỡi này. Đây, sống dao còn đẹp, chưa có bị chày gì nhá bác. Sống dao không có bị chày. Cán gỗ còn đẹp chắc chắn này. Đó, con này thì có một cái mỏ chống trơn trượt này. B39 cái này 260.000. B40. Một con dao chặt nhỏ này. Chiều dài lưỡi sử dụng con này thì được khoảng tầm 12,2 cm, bản lưỡi rộng là 4,5. Độ dày lưỡi con này thì con này độ dày lưỡi là 6 ly nha bác. Lưỡi mài hai mặt, ba lớp thép. Bề mặt lưỡi dao đẹp này, có chữ khắc chìm trên bề mặt lưỡi. Đó. Con này thì cái lưỡi form của nó là ngắn như thế này rồi nha bác. Đây. Đó, cái lưỡi form của nó người ta thiết kế nó ngắn vậy rồi, không phải nó bị gãy hay bị cụt gì đâu. Đó, cán cái này cũng còn đẹp chắc chắn này. B40 cái này 220.000. B40 220. B41. Chiều dài lưỡi sử dụng con này là được khoảng tầm 14,8 cm và bản lưỡi nó rộng là được khoảng 3,2 cm. Độ dày lưỡi con này thì con này lưỡi dày được khoảng 4 ly rưỡi nha bác. Lưỡi dày 4 ly rưỡi. Lưỡi mài hai mặt, ba lớp thép. Bề mặt lưỡi dao đẹp nha bác. Đó. Bề mặt lưỡi dao đẹp. Con này thì nó không có chữ nha bác. Đó, bề mặt lưỡi nó không có chữ đâu. Đó, cán gỗ đẹp chắc chắn này. B41 cái này 220.000. B41 220. B42. Đến B42 là một con dao chặt quả đức nha bác. Chiều dài lưỡi sử dụng con này là được khoảng tầm lưỡi sử dụng con này là được 18 cm nha bác. Và bản lưỡi rộng là được khoảng tầm 9,5 cm này. Bản lưỡi rộng 9,5. Độ dày lưỡi con này thì nó dày được là khoảng 3 ni rưỡi nha bác. Đó, con này dày 3 ni rưỡi. À, bề mặt lưỡi dao sáng đẹp này bác. Đây, cái này do vừa nãy nước mồ hôi nó rỏ xuống này bác. Đó, chứ nó không có ảnh hưởng gì nhá. Bề mặt lưỡi dao sáng đẹp. Đây có tên hãng này bác. Của hãng Willing này, Germany này. Có logo hai hình người nha bác. Đó, lưỡi thì rất là sắc bén luôn. Đó, bề mặt lưỡi dao sáng đẹp. Đây, điện thoại nó bị rơi nha bác. Đây, thì em giới thiệu tiếp cây dao chặt đức này. Đó, cây này thì lưỡi dao và khâu thì được đúc liền nhau luôn. Lưỡi dao khâu đúc liền này. Đó, đây đúc liền từ xuống tới tận phần đuôi cán luôn này. Đó,
Cán này là bằng nhựa đúc luôn nha bác, cán nhựa đúc. Cây dao chặt này thì nó nặng được khoảng tầm 800 g nha bác. Cây dao chặt này nặng 800 g, thì các bác sử dụng cây này chặt gà chặt vịt rất là tốt này. Đó, một cây dao chặt của Đức B42, cái này là 400.000, B42 400. Đến tiếp đến B43. B43 là một con dao bếp nha bác. Chiều dài lưỡi sử dụng con này thì được khoảng 20 cm và bản lưỡi rộng là 5 cm. Độ dày lưỡi con này thì nó dày được, con này độ dày lưỡi là được khoảng tầm hơn 2 ly nha bác. Lưỡi dày hơn 2 ly. Bề mặt lưỡi dao sáng đẹp nha bác. Có chữ tên hãng ở trên bề mặt lưỡi dao này. Akatenki này. Đó, hai carbon made in Japan này. Bề mặt lưỡi dao thì có vân dầu đóng búa rất là đẹp nha bác. Đó, vân dầu đóng búa, cái này do cái nước mồ hôi nó rỏ xuống cái lưỡi dao ấy bác. Đây, dính nước này, để em lau đi nhá. Đó, đây, bề mặt lưỡi dao sáng đẹp này. Và lưỡi dao và khâu cũng đúc liền luôn nha bác. Cán gỗ này, có một chốt có hình bông hoa rất là đẹp. Đó. B43 cái này 350.000. B43 350.000. B44 là một con dao bếp của hãng Takazuki nha bác. Chiều dài lưỡi sử dụng con này là được khoảng tầm 20 cm, bản lưỡi rộng là 4,5. Và độ dày lưỡi con này thì nó dày được 2 ly nha bác. Này lưỡi dày 2 ly. Đây, có chữ tên hãng ở trên bề mặt lưỡi dao này, Takazuki made in Japan này. Đó, Takazuki made in Japan. Đây, bề mặt lưỡi dao sáng đẹp, lưỡi rất là sắc bén nhá. Và con này thì khâu của nó là bằng đồng nha bác, khâu đồng, cán gỗ 3 chốt đồng luôn. Đó. B44 là 330.000, B44 330. B45. Chiều dài lưỡi sử dụng con này thì được khoảng tầm 16,2 cm và bản lưỡi rộng là 4,5. Độ dày lưỡi con này thì nó dày được khoảng hơn 1 ly nha bác. Đó, con này độ dày lưỡi dày được hơn 1 ly. Đó, con này thì bề mặt lưỡi dao cũng còn rất là sáng và đẹp. Đó. Không rỉ nha bác. Không rỉ, có tên hãng này. Đó. Và cái này sử dụng thép là monidium và vanadium nha bác. Đó, thép rất là cao cấp luôn. Lưỡi dao thì cũng sắc bén rồi. Con này thì đúc liền khâu với cán là đúc liền luôn. Đúc liền từ lưỡi dao xuống cán luôn nha bác. Cán thì đặc biệt cái này có vân da cóc chống trơn trượt này. Đó, con này kiểu như hàng châu Âu ấy bác. Đó, bên châu Âu thì người ta hay dùng mấy loại cán đúc này bác. Cán đúc liền luôn chứ người ta ít dùng cán gỗ này. Đó, B45 cái này 280.000. B45 280. B46 là một con dao đề ba nha bác. Chiều dài lưỡi sử dụng con này là được 16,5 cm, bản lưỡi rộng là 5 cm này. Độ dày lưỡi con này thì nó dày được 2 ni nha bác. Dày 2 ni, con này thì lưỡi mài một mặt nhá. Đó, lưỡi mài vát một mặt. Đó, bề mặt lưỡi dao sáng đẹp. Đó, sáng đẹp này, chữ khắc chìm trên bề mặt lưỡi này. Đó, lưỡi rất là sắc bén. Con này là thép nguyên khối không rỉ nha bác. Đó, thép nguyên khối một lớp. Đó, nguyên khối không rỉ luôn. Đó, lưỡi rất là sắc bén. Cán gỗ khâu của nó là khâu nhựa nha bác. Con này các bác sử dụng làm cá thì rất là tốt này. Đó. Tao sử dụng làm cá rất là tốt. B46 cái này 250.000. B47 là một con dao găm nhỏ này bác. Cây này thì tổng chiều dài của nó là được khoảng tầm tổng chiều dài là được khoảng 20 cm nha bác. Đây, tổng chiều dài 20 cm. Và chiều dài phần lưỡi thì được khoảng tầm 9,3 cm này. Bản lưỡi rộng là được khoảng 3,3 cm. Độ dày lưỡi con này thì con này lưỡi nó dày được khoảng 3 ly nha bác. Khoảng 3 ly, lưỡi mài hai mặt này. Đó, lưỡi mài hai mặt. Bề mặt lưỡi dao có vân rất là đẹp này bác. Đây, có chữ trên bề mặt lưỡi này, made in Japan này. Đó, lưỡi rất là sắc bén nhá. Cán gỗ và có 4 đinh chốt này. Đó, cán gỗ 4 đinh chốt bằng đồng nha bác. Đây, và phần đuôi cán thì người ta có buộc một cái hình đầu lâu nhỏ này các bác, rất là đẹp nhá. Đó. Lưỡi dao thì có một cái bọc bằng da đây các bác. Đó, bọc da có hình lá cây này, bọc da còn liền lạc không có bị rách rưới gì. Đây, cái bọc cũng rất là đẹp luôn. B47 cái này là 270.000. B47 270.
Thì hôm nay em lên 47 mã hàng đồ nghề Nhật bãi nhà bác. Thì em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bác đã dành thời gian quan tâm theo dõi ạ. Và xin hẹn gặp lại các bác ở các video lần sau ạ.